Do mà Vương Lan tại sao quyết định đưa về, bà nội quyến luyến Bảo Minh như thế nào? Lan mời ông bà cô chú cùng hòa nhập cuộc sống của gia đình Lan nha. Vương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn đã quay trở về với kênh Vương Lan cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay cả nhà, Lan đang thu xếp để cho bé Minh được về Việt Nam học tập. Mới đầu á, đưa qua thì háo hức dữ lắm. Bây giờ á, chuẩn bị cho về Việt Nam để học á, thì rất là buồn. Lý do mà Vương Lan tại sao quyết định đưa về, bà nội quyến luyến Bảo Minh như thế nào? Lan mời ông bà cô chú cùng hòa nhập cuộc sống của gia đình Lan nha. Bộ cầu vợt đó con có chơi không? Con chơi đi về Việt Nam chơi. Ở bên Việt Nam đó hả? Ừ. Bên Việt Nam với bạn kia có hả? Con có, không có đó. Đem máu. Ừ. Cái quần này gắt rồi bỏ đi nào. Hôm nay thì Vương Lan cũng lu bu lắm. Giờ này á, mới ra xem là bữa cơm của bà nội Tứ Huệ nè. Hôm nay á, Lan để hết việc nhà cho bà nội Tứ Huệ tự chăm. Lan á, rảnh á, thì Lan lau nhà, giặt đồ rửa chén để cho bà nội Tứ Huệ á, có công việc mà làm. Thì bà nội Tứ Huệ sẽ đỡ nhớ ông nội Tứ Huệ hơn. Ở nhà thì bà nội nấu cái gì, tụi em ăn cái đó. Khi nào mà anh Bảo Sinh á, được nghỉ ở nhà thì lúc đó đó hai vợ chồng đi chợ nấu ăn. Còn Bảo Minh á, với bé Tiểu Huệ á, thì lâu lâu Lan dẫn đi ra ngoài ăn một lần. Hello, Lan xin chào cả nhà. Hôm nay á, cả nhà thì cũng chuẩn bị là đưa bé Minh về Việt Nam rồi. Cho nên là bữa nay á, Lan dẫn bé Minh đi ăn món ngon của bên Trung Quốc này nè. Mà bé Minh nó chưa có biết ăn á cả nhà. Bây giờ thì Lan dẫn bé Minh đi ăn. Còn Tiểu Huệ thì bà nội không cho đi nha. Bà nội nói là đi ra ngoài ăn đồ ăn ở ngoài không tốt, cho nên là chỉ có mình anh Lan với lại là bé Minh đi thôi nha cả nhà. Con chào ông bà cô chú. Bé Minh chừng nào về Việt Nam con? Là thứ hai. Thứ hai về Việt Nam. Ừ. Thứ hai bé về Việt Nam rồi đó cả nhà, vui không? Vậy. Con muốn về Việt Nam học hay là ở bên mẹ nè? Về Việt Nam học. Bé Minh nhờ Lan á, ý chí của bé là muốn về Việt Nam học. Ông bà ngoại thì già yếu lắm rồi, Lan thì không muốn phiền ông bà ngoại. Ông bà ngoại ở nhà giữ mấy đứa cháu á, đã cực khổ lắm rồi, rồi thêm bệnh hoạn nữa, rồi bé Minh về học thì phải đưa đi rước về. Ông ngoại bà ngoại á, không có người nào á biết chạy xe máy hết, cho nên là Lan cũng tìm dữ lắm á, mới tìm được một người họ hàng để mà Lan gửi về. Thật sự thì Lan cũng rất là buồn.
Tại vì á, đưa được bé qua đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Còn cô giữ bé ở lại á, thì có khác nào để cho bé thất học. Con quay đi. Quay. À. Đang đứng ở ngoài cái chợ, nghe chưa, cái cổng chợ buổi chiều cả nhà. Bây giờ thì Lan sẽ đi tìm một cái món ăn ngon cho bé Minh ăn về bữa đó về Việt Nam rồi. Đưa bé về Việt Nam rồi thì bé nó sẽ không có được gần em trong một thời gian rất là dài, trong cái khoảng thời gian đó mà bé nó phải đi học đó cả nhà. Cho nên là bây giờ dẫn bé đi ăn. Đi con. Đi. Con quay xa mẹ ra chút xíu. Các ăn món này nha. À, món này ngon lắm. Ừ. Xiên que. Hả? Xiên que là xiên gì con ăn được thì mẹ làm hết. Rồi mẹ coi coi còn cái quán nào không? Chỉ có cái này là ngon nè, mà con thích ăn ngon. Mẹ lấy nha. Để con chọn. À, để con chọn. Ok, con chọn đây nè. Chọn đi, ăn cái nào con chọn đi con. Ở đây á là que à. Con ăn con lấy. Con vô đó đi à. Ai da lão vàng nhiệt tình quá không mời cô chú. Giỏi nè. Ừ. Ăn cái gì thì lấy nha, ăn ít thấy ít, ăn nhiều lấy nhiều ha. Cái đó con lấy rồi, bị nhiều ăn không hết đâu nha. Ăn toàn là xúc xích. Cái chả tròn tròn đó con ngon lắm. Ờ. Rồi đủ chưa? Ăn thêm trứng không? Ăn mà. Đủ chưa nào? Có ăn thêm rau xanh không? Rau xanh này con ăn không? Không, lắc đầu. À, xin lỗi, xin lệnh. Ăn nóng hay ăn lạnh con? Nóng không? Dạ. Yeah. À. Số ba, hai ta, 18 đồng ấy nha. Thì cũng rất là vệ sinh, đang thấy là rất là. Phía bên đây thì người ta bán quần áo, còn đây là cái cổng đi vào. Đây, cái món này là người ta luộc các một chút, người ta luộc. À, nếu như mà ăn lạnh á, thì người ta sẽ để lạnh cho mình, còn ăn nóng á, thì người ta sẽ bỏ cái canh vô cho nó nóng cho mình ăn. À, nói chung thì cái món này á, thì con nít rất là thích luôn. Hả? Đó, có nước nóng của con. Giỏi cả, đi vô đây. À. À, giỏi. Pizza. Con pizza không? Mẹ mua cho con một cái. À đây, cái pizza 28 đồng. À, mình ra ngoài kia ăn. Hả? Con có ăn pizza luôn mẹ ơi, ăn nhiều. Hả? Ăn nhiều lắm rồi. Ra đây rủ bé ăn cái gì á, bé cũng không có chịu ăn. Bé nó chỉ đòi ăn xiên que thôi cả nhà. Lan mua cho bé một ly trà sữa nè, một hộp xiên que. Rồi bây giờ Lan dẫn bé về nhà ăn ít đó thôi, về còn ăn mì của nội nấu nữa. Ăn đồ ăn của nội nấu nè.
Hết rồi. Còn đâu ăn? Hả? À. Hồi nãy có ăn không? Hồi nãy có ăn mì đó không? Hồi nãy có ăn mì đó không? Ừ. Rồi hồi nãy đi. Còn miếng ở nhà bé không dám ăn. Nói chưa chứ ngủ ta mẹ chứ ta xa ta hình hề nội cưng quá nội đúc không à? Có em nhà dễ gì mà đúc em kêu một tiếng là ăn liền nữa cả nhà mà nội chiều lắm xin xin nhị chủ mai bên ta chịu được. Ừ. Con mời ông bà cô chú ăn cơm nè. Con mời ông bà cô chú ăn mì nè. Nhớ mời bà đi chị đó là. Cái miễn hết chưa mà. Trả ngay sao chưa? Hôm nay á, theo Lan với lại là Bảo Sinh nó căn dặn nói với mẹ là làm cái gì cũng phải có một ít xíu thịt ở trong, cho nên là nội nấu mì á cũng có để ít thịt. Lan vui lắm cả nhà. Đây bà nội nè. Bà nội cứ nói là không có tiêu quậy á là bà nội đi theo ông nội luôn rồi. Nội nói là con về bên Việt Nam rồi. Con ở bên đây hả? Con vui, náo nhiệt. Về Việt Nam hết náo nhiệt rồi. Nói là sao? Hả? Cười. Cười. Nó cười cả nhà. Ăn hết rồi cả nhà. Nội muốn cho con trở thành ba ba. Kìa ăn. Tại vì con ăn cũng ít. Ăn vô. Hết chưa nào? Còn có chút xíu. Còn có chút xíu. Nước khỏi ao uống luôn nha. Nước khỏi uống. Ăn rồi á, đi nằm. Mấy cái que đâu có normal đâu. Tại vì nó to là. Xin đỡ bà cô chú. Vừa đây xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Thì hôm nay nè, Lan lên để thông báo với mọi người là Lan đã có ra một quyết định rồi. Thì hôm mà trước á, Lan có đăng tải một cái video về bé Minh á. Nó xin được, không được trường ở bên này. Thì bây giờ là anh Bảo Sinh á, anh cũng nói rồi. Hiệu trưởng anh cũng đã thông báo lên hiệu trưởng liên lạc riêng. Nhưng mà người ta vẫn không chịu. Tại vì do là bé Minh á, nó là người Việt Nam, bây giờ có giấy tờ ở đây thì cũng không được. Cho nên là Lan cũng đã ra một cái ý kiến của mình như thế này rồi, đã ra một cái quyết định như thế này. Thì nói chung là cũng nhờ ông bà, cô chú, anh chị góp ý cho Lan á. Thì cuối cùng Lan cũng đã nghĩ thông một tí. Lầu cung Nị ca nơ gơ lầu sư xua là lầu sư xua xa ma ở đây bên thầm mấy dù phú khẩu hà mấy dù nơ gơ đây bên cầu bà hò. 因为他不能参加学籍，主要是不能评分，懂不懂？不能去考试，怎么行呢？再加上老师要教他，他又不懂，怎么搞？Đây là do anh quen với ông hiệu trưởng đó, là ông cũng nói vậy đó cả nhà. Ông không có nói giống như là ở cái trường bên kia. Tại sao mà Lan lại đặt một cái tiêu đề gọi là kỳ thị? Tại vì là lúc mà mình hỏi người ta nói là dành hết cái miễn ửa là cái ghế của nhà trường cho học sinh Trung Quốc. Thì người ta nói là vậy đó, cho nên là Lan mới cảm thấy là mình bị kỳ thị. Còn ông hiệu trưởng ở bên này á, thì anh Bảo Sinh, anh liên lạc, thì người ta nói rất là rõ là do bé Minh á,
nó không có giấy chứng minh, không có hộ khẩu. Và khi nó học á, thì cũng khó khăn hơn người ta. Nó lớn rồi, không có bằng với những đứa khác. Bây giờ thì bước vào cái là lớp 1, bé nó sẽ rất là thiệt thòi. Cho nên là hiệu trưởng trường á, bạn của anh Bảo Sinh á, cũng nói là nếu được á, thì đưa bé về Việt Nam cho bé nó học. Như vậy thì có thể là tốt hơn cho tương lai của bé. Chứ ở bên đây có học bổ túc á, thì tương lai của bé nó cũng rất là mù mịt. Cho nên là bữa nay á, Lan và anh Bảo Sinh quyết định như thế này. Na xin dạy, của mình nị dầu tuy hải sự trong bức sản phá lên.肯定我们都想孩子好啊，让他去读书，多读书啊，知道不？关键是这边，我想在他在这边读，这边受不了啊，我都找了好多老师啊，还找教育局的也不行，别人说他不是这里，他参加不了考试，主要是小孩都要以考试为主，懂不懂？才能有评分呢。我到那边去也可以，让他好好在那边读书，到时候长大了也出息啊，不可能就这样废了吧。Thì Lan cũng nghe anh Bảo Sinh góp ý ấy cũng rất là đúng đó. Tại vì bây giờ nói chung là ba mẹ của Vương Lan á, thì cũng đã già yếu rồi, có thể là không giữ bé. Nhưng mà Vương Lan á, vẫn còn một người anh, một người anh của Vương Lan. Thì anh nói á, là cháu á, nó qua bên đó nó không đi học được, rất là tủi thân cho nó. Tại vì anh biết là bé Minh nó rất là ham học. Lúc á, mà trước á, thì anh không có dám giữ bé Minh. Tại vì là do là bé Minh á, kiểu như lúc đó anh còn khổ lắm, chứ không phải như bây giờ đó. Bây giờ thì lúc đó anh còn khổ, rồi thêm Lan cũng rất là khổ nữa, không có tiền để mà cho con đi học. Bây giờ thì anh nói là thôi thì để ấy về đi, anh sẽ giúp cho bé ăn học. Lúc trước thì công việc của anh lên đên lắp bắp á, cho nên là anh không có dám nhận bé Minh, không có dám bảo lãnh cho bé Minh, giữ bé Minh để giúp Lan lo cho bé Minh ăn học. Nhưng mà bây giờ thì công việc của ảnh cũng ổn định rồi cả nhà, cho nên là ảnh cũng góp ý với Lan là đưa về bên Việt Nam để cho bé Minh có một cái chỗ là ăn học đàng hoàng, rồi Lan gửi tiền về chăm sóc cho bé để lo cho bé ăn học. Mới đầu thì anh cũng nói là không cần Lan phải cho bao nhiêu tiền cả, có bao nhiêu thì gửi về bấy nhiêu. Tại vì anh thì anh cũng không có con, cho nên là anh được giữ bé Minh bên cạnh, anh cũng rất là thương và chăm sóc bé như là con ruột của mình. Cho nên là anh cũng góp ý cho Lan như vậy. Thì theo 2 ngày Lan cũng đã hỏi ý kiến của bé Minh rồi. Hỏi bé Minh là con có muốn được đi học ở Việt Nam hay là ở bên Trung Quốc mẹ cho học bổ túc. Thì bé Minh nó cũng nói là nó muốn về Việt Nam để mà nó tiếp tục học hành. Tại vì bé Minh trong đầu của bé nó chỉ có biết học thôi cả nhà. Nó hỏi nó là nó chỉ có biết học thôi. Tại vì Lan cũng biết là tính của bé nó rất là ham học. Tại vì bé nó còn có đeo đuổi cái ước mơ của nó nữa. Cho nên là Lan cũng không có dám ích kỷ mà giữ con ở bên cạnh mình. Rồi tương lai của con như thế nào thì cũng dự định là sẽ đưa bé Minh qua bên đây đó với Lan để cho nó học ở bên Lan, để mà được đến trường ở bên Trung Quốc này, được ở cạnh Lan, được bù đắp lại những cái ngày tháng mà Lan không được bù đắp cho con. Nhưng mà khi đưa bé Minh qua bên này, Lan và anh Bảo Sinh cũng đã tìm rất là nhiều trường học và đã tìm mọi giá rồi, nhưng mà vẫn không thể cho bé Minh đến trường được. Và nếu như đi học bổ túc thì ở bên Trung Quốc này học bổ túc không giống như Việt Nam mình. Cái quy trình học bổ túc không giống như Việt Nam mình, cho nên là bé nó sẽ thiệt thòi rất là nhiều luôn. Cho nên là bây giờ Lan mới đưa ra quyết định, nếu như mà bé Minh á, nó được nhập học của bên này đi thì rất là tốt rồi. Tại vì Lan cũng đang suy nghĩ là lúc mà Lan đưa bé qua thì Lan cũng đã hỏi, Lan cũng đã lên trên mạng nè để tìm hiểu, và Lan cũng có một người bạn ở bên Phúc Kiến đưa bé qua bên này và cho bé học lên đến lớp 6, lớp 7 luôn. Lan cũng đã hỏi và bạn Lan nói là được, miễn là có chồng bên này nè, có giấy kết hôn nè, có hộ chiếu và có cả giấy tờ của đại sứ quán đưa cho mình á thì sẽ được. Nhưng mà tất cả những giấy tờ đó đưa qua bên này đều bị từ chối hết, họ không nhận nha cả nhà. Cho nên là bây giờ là Lan và anh Bảo Sinh đã vào con đường cùng rồi. Mà trong khi đó cái ước mơ của bé, cái ý chí của bé là nó muốn về Việt Nam học. Cho nên là bây giờ là
Lan phải đưa bé về Việt Nam. Việc mà đưa bé về Việt Nam học á, là Lan có khả năng chứ không phải là không có khả năng. Nhưng mà tại vì á, là cậu của bé cũng nói á, là nếu mà Lan không có tiền á, thì cậu cũng sẽ cố gắng giúp. Đó, cũng cho coi giùm, không sao hết, được. Miễn là Lan gửi đủ tiền đóng tiền học phí thôi, ăn uống bao nhiêu á, thì cậu cũng có thể lo hết. Nhưng mà tại vì cái thời gian mà Lan xa bé đó cả nhà cũng đã 9 năm rồi, không được ở gần con. Nhưng mà có điện thoại hỏi thăm con nè, có về thăm con. Nhưng mà chỉ có là không có được ở gần con để bù đắp cho con thôi. Bởi vì là ước mơ của Lan thì con biết rồi. Một khi mà Lan đã quyết định đưa bé qua đây thì cả nhà cũng biết là Lan đã cố gắng đến mức nào để cho con mình được ở gần. Nhưng mà cuối cùng thì không được như ý của mình. Thì bây giờ Lan cũng nói với ông bà cô chú luôn, việc mà Lan cho bé Minh về Việt Nam để mà nhập học không phải là đồng nghĩa là Lan không quan tâm con, không thương con, và không phải là bé nó không có cơ hội qua bên Trung Quốc nữa. Lan sẽ nói chuyện với bé Minh hàng ngày, mỗi ngày luôn, để cho bé nó có một cái gọi là tinh thần học tập nè. Rồi những cái mà dịp nghỉ hè đó thì Lan cũng có nói với lại là anh trai là những dịp nghỉ hè thì Lan sẽ rước bé qua bên đây cho bé được gần gũi với Tiểu Huệ, cho anh em có một cái gọi là tình đoàn kết nè, tình anh em kháng chặt, kiểu như là khép chặt hơn đó, chứ không phải là đồng nghĩa là Lan bỏ bé nha. Lan không bao giờ bỏ bé, Lan không bao giờ bỏ con của mình. Và Lan rất là muốn cho bé Minh ở lại, nhưng mà tương lai của bé, cho nên là Lan bắt buộc phải đưa bé về Việt Nam để mà tiếp tục học tập. Bây giờ thì Lan biết là bé nó học trễ rồi, anh của Lan thì cũng đã đi xin ở trường, và trường cũng đã đồng ý là nhận bé Minh lại. Tại vì trường đó là trường cũ cả nhà, cho nên là trường đã đồng ý nhận bé Minh lại. Cho nên là bây giờ đối với gia đình Lan thì nói chung là cũng có vui và buồn. Bà nội Tiểu Huệ thì cũng rất là quyến luyến với Minh luôn á cả nhà. Nhưng mà ở Trung Quốc quá khắt khe, cho nên là những người nhập cư giống như là bé Minh, những người nhập cư qua đến Trung Quốc sinh sống có chỗ người ta cho học, có chỗ người ta cho không cho học, cho nên là rất là khó khăn với bé. Lan cũng nghĩ đến tương lai của bé, cho nên là Lan sẽ cố gắng hết sức chị con bóp bụng đưa về Việt Nam và điện thoại cho nói chuyện với con hàng ngày. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều luôn, thời gian qua đã ủng hộ và đã góp ý cho Vương Lan rất là nhiều luôn. Cũng có nhiều ông bà, cô chú bảo là để mình ở bên này đi, cho học đi bổ túc. Nhưng mà bổ túc ở bên này thì cái chương trình bổ túc ở bên này không có giống như Việt Nam mình. Cho nên là bé nó sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Cho nên là Lan đưa bé về Việt Nam, cho bé học tiếng Trung. Một bên là học ở trường và một bên là học tiếng Trung để mà bồi dưỡng thêm và cho bé đeo đuổi cái ước mơ của bé. Lan đang suy nghĩ như vậy. Và Lan cũng biết là ông bà cô chú anh chị cũng đang quan tâm tới bệnh tình của bé Minh. Nhưng mà Lan cũng định là để bé Minh ở bên này nè phẫu thuật. Nhưng mà bây giờ thì cũng không được, tại vì là bé không có thể học bên này, cho nên là bây giờ phải đưa về Việt Nam để mà nhập học gấp. Nhập học gấp á, cho nên là bé không có thể giữ lại bên Trung Quốc được á cả nhà. Lan sẽ đưa về Việt Nam và cho bé đi tái khám định kỳ. Sau đó thì cho bé nó học hết kỳ 1 á, thì mới bắt đầu là cho bé đi. Và Lan cũng nói với chị dâu của Lan rồi, chị nói là sẽ xem bé Bảo Minh như là con ruột. Tất cả những gì đó thì chị sẽ chăm sóc cho bé Bảo Minh. Lan không cần phải lo. Và Lan thì cũng biết cái trách nhiệm của mình phải làm gì. Đó là việc mình phải gửi tiền chu cấp đầy đủ cho con ăn học đó, chứ cũng không có mà đi lợi dụng chị dâu, anh trai mình được. Cho nên là Lan sẽ cố gắng hết sức và sẽ hăng hái làm việc nhiều hơn nữa để mà lo tròn cho bé Bảo Minh và Tiểu Huệ sau này. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã ủng hộ Lan rất là nhiều. Và Lan cũng xin nói với mọi người là Lan chỉ có một cái kênh YouTube này thôi. Đây là cái niềm hy vọng của Lan, là tương lai của bé Bảo Minh và tương lai của gia đình Lan sau này. Lan rất mong là ông bà cô chú anh chị thương và ủng hộ cho Lan và anh Bảo Sinh nè, cũng như giúp cho hai cháu nó có một cái tương lai. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Yeah.